Bây giờ mấy em đạo hàm cái đi. Đạo hàm bằng 0. Nó tách ra hai cái. Một cái là 2x trừ 8 bằng 0. Vậy cái này là mấy cái rồi? 1 nghiệm rồi nha. Như vậy là cái đạo hàm này kép là vứt rồi. Nghe hai cái. X bình trừ 8x cộng m bằng 0. X bình trừ 8x cộng m bằng mấy? Cái này là 0 với 2. Vậy là 2. Vậy là hai này gộp lại cần mấy nghiệm? Cần 5 điểm, như này còn 4. Rồi cô lập m mấy em. M bằng trừ x bình cộng 8x. M bằng trừ x bình cộng 8x cộng 2. Xong rồi mấy em vẽ cái đồ thị trên, suy ra cái đồ thị dưới thôi. Trừ x bình cộng 8x 16. Cái dưới là lên 2 là 18. Vậy mình đang cần 4, tức là m phải nhỏ hơn 16. Mà lấy giá trị nguyên dương thì là 15 số. Các em nên đặt câu hỏi cho thầy nếu các em có gì thắc mắc, rất là quên. Cứ nhìn cái đi. Hiểu không?